Lê Văn Hưu, người khai dựng nền quốc sử. Nhà sử học Lê Văn Hưu vốn có tư chất thông minh nên khoa thi đình năm Đinh Mùi 1248, Lê Văn Hưu đỗ bảng nhãn khi 18 tuổi. Sau khi thi đỗ, ông được giữ chức kiểm pháp quan, rồi hàn lâm viện học sĩ, kiêm quốc sử Việt giám tu. Ông còn là người thầy uy tín, dạy học nhiều hoàng thân, tướng lĩnh nhà Trần. Năm 1272, ông đã hoàn thành việc biên soạn Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta ghi lại những việc cốt yếu trong một thời gian lịch sử dài gần 15 thế kỷ, từ thời Triệu Đại, tất cả gồm 30 quyển và được Trần Thánh Tông xuống chiếu ban khen.